Nên là Hello, hãy xin tái chào cả thời nhà, còn Xuân chào nghe mừng cả cả nhà nhà. đến kênh của mình. Hôm Cũng nay vẫn còn là cũng mình mai này xin cả giới nhà thiệu cả ơi. nhà việc cắt lạ hoa ngay cả nhà. Mình vô tình đi chơi và gặp được chú này chú xong họ bông và hoa rất là nhiều hoa. Để giới thiệu cho cả nhà cắt lạ bông nha. Có thể là bọn
mình chả biết tên gì nên mình nói